và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp. Những cặp tép đẳng cấp là phải có chế độ chỉnh tép và siêu tép như thế này. Đây là những cặp tép tiên tiến nhất thế giới. Còn những cặp những loa tép mà không có hệ thống chỉnh như thế này thì gọi là loa tép bình dân. Đấy, đây là một cái nâng cấp tiên tiến nhất từ trước đến nay. Chống cháy 100%. Đây là cặp tép 350. Phễu này là 12 x 12. Chiều cao tổng của cặp này là 16 phân. Này là mẫu 350. Côn 3,5 từ 9 cm, trang bị hệ thống chống cháy, khung bằng gỗ, bằng ván ép công nghiệp loại xịn. Đây, loa tép chống cháy 100% nó phải như thế này, có hệ thống chỉnh tép và siêu tép để tăng cái hiệu suất âm tép lên gấp đôi, gấp 3 lần loại tép thông thường. Đây mới gọi là loa tép chống cháy. Đặc biệt đây là phễu nhựa chống chuông chùa âm tép, chống ngân ti nghinh song nồi, thật âm 100%. Riêng phễu nhựa nó không bao giờ nó bị phản dội. Nhựa êm ái, triệt tiêu phản dội ti nghinh song nồi, ti nghinh chuông chùa. Đây là cặp 350 chống cháy 100%. Như thế này thì nó mới gọi là đầy đủ và đẳng cấp cho một cặp tép tiên tiến nhất mọi thời đại.